quẹo phải á, thì mới chạy đi lên chào mọi đậu, người. chạy khoảng mấy cây Hôm gì đó mà nó nay có ngã ba rẽ mình trái vô nữa, rồi chạy vô cái đập luôn đó, cái đập không không đập vô góc cửa không có đám vô ở nữa, mà phải nhà đi ngay cái đèn xe đèn chú đỏ đó phía mình đó, cho nên là chạy xe đi ngang hướng về Bình Dương á, về cái núi Bà Điều Đen á. của Tây Ninh nè mọi người. Thấy Phật cái, bà không mọi người? Tới ngay cái Phật bà nằm lúc ở trên cái đỉnh đó mọi người, có cái ngã ba cái đèn cho thấy chạy cáp treo lên cái đỉnh đó. Khi mình đang đi là ở dãy núi núi Bà mà ở phía sau nha mọi người, chưa đi ngay chỗ ngay nằm ở phía sau ngay cái đập chính đi qua tới đó hình như có 6 cây à, 4 cây hay 6 cây rồi mới chạy vô 7 cây nữa mới tới đó, cái núi mà nó có đó núi Bà này trời đó, ngay chỗ này nó bị sạt lở nè, cho trước cái đường trắng trắng á, người ta xây dựng cho nó cái mưa nó sạt lở đó, sạt cái làm bao nhiêu có cái đường lên, hồi đó như giống như làm có cái đường để xe chạy lên. Này gọi là đường Khe Lon nè. Cái nó có cái vườn nho vườn gì nữa đâu không đây, trồng chuối giờ tại ở đây là có làm lúa còn ruộng, dưới chân núi nó còn làm ruộng làm lúa trồng mãng cầu, núi Bà Tây Ninh là chỉ là mãng cầu. Hôm đó cây thốt nốt tình yêu bị chóc gốc phải không anh? Phải không? Bị chóc gốc cái người ta cứu hộ rồi người ta dựng lên để người ta trồng lại, người ta chăm sóc lại á. Mà không biết có sống không? Chút chị mình đã chút nữa mình chị ngang phải không? Mình đi ngang cái đường đó, trong đó người ta trồng mãng cầu á, rồi sao nè đó, mãng cầu á vườn vườn luôn đó. Ở đây là núi Bà là núi Bà mãng cầu trồng nhiều nè. Nè thấy còn có một cây kìa nè, đây nè nè anh nè, phải cây thốt nốt này không nè, 3-4 cây nè. Ừ, như vậy là chắc chết rồi đó, mấy cây thốt nốt xa xa mọi người, lúa tốt ghê ha, chắc bị không có ta trồng lại mà không có sống, như là cái cây nó còn một mình á, cây đứng một mình lẻ loi kìa. Ừ, lúa đây tốt quá ha, xanh mướt mà lên cao cao là lúa tốt. Lúa này đập lấy rơm nhớ cho bò ăn đó. Lúa tốt ghê. Đó bây giờ mới thấy Phật Bà nè, Phật Bà ở trên cái đỉnh đó. Giờ nhìn mới thấy nè đó, Phật Bà đứng trên cái đỉnh núi Bà. Cái này là trồng lúa, trời nhận lúa tốt ghê anh. Cái này hồi xưa nhớ về với mẹ, trong ruộng nhà mẹ cũng như lúa tốt. Lúa này là đập cái cọng rơm nó dài, nó cao. Ờ, chết rồi nè nè, cái cây nè, cây này thốt nốt, cây thốt nốt tình yêu ở Tây Ninh nè. Hồi đó nó chóc gốc rồi, mà... Đó, cây nó chóng mà nó bị ấy, chết rồi không sống nổi.